Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học tốt thú vị. Các bạn thân mến, nếu phải chọn một thứ gì đó bí ẩn và đáng sợ nhất trong vũ trụ, thì có lẽ tôi sẽ chọn hố đen. Nó được cho là nguyên nhân của những vụ mất tích bí ẩn không có lời giải. Mặc dù chúng ta chưa từng trực tiếp nhìn thấy một hố đen, nhưng chúng ta biết rằng nó có tồn tại. Trong vũ trụ, có hàng triệu, thậm chí hàng tỷ hố đen đang ẩn nấp đâu đó bên ngoài không gian. Chúng giống như những con quái vật hung hãn, nuốt chửng bất cứ một vật thể nào lảng vảng lại gần. Vậy hố đen là gì? Chúng được sinh ra từ đâu? Và sẽ ra sao nếu bạn rơi vào hố đen? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được lý giải trong video ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng tốt thú vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Có một sự thật đó là, dù chúng ta được trang bị những kính viễn vọng không gian siêu hiện đại, nhưng chưa ai trực tiếp thấy được một hố đen. Nhưng theo các nhà vật lý học, hố đen là một vùng không thời gian mà ở đó trường hấp dẫn cực mạnh. Nó mạnh đến mức không có bất kỳ một vật chất nào có thể thoát ra được, kể cả ánh sáng. Chính vì vậy, nó được ví như một con quái vật ham ăn, không bỏ qua bất cứ thứ gì đi qua nó. Mặc dù là nỗi khiếp sợ của mọi vật thể, nhưng nó lại không có một đặc điểm cụ thể nào để phát hiện ra, bởi chúng ta không thể nhìn thấy nó. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về con quái vật không gian này nhé! Hố đen được hình thành như thế nào? Thuyết tương đối rộng tiên đoán, một lượng vật chất có khối lượng đủ lớn, nằm trong phạm vi đủ nhỏ, sẽ làm biến dạng không thời gian để trở thành hố đen. Quá trình này được các nhà khoa học mô tả như sau. Khi một ngôi sao bước vào giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao, nó sẽ phồng lên, mất dần khối lượng. Cuối cùng một vụ nổ khổng lồ sẽ đánh dấu sự hủy diệt của ngôi sao này, gọi là vụ nổ siêu tân tinh. Tuy nhiên, mọi việc chưa kết thúc ở đó. Sau vụ nổ, vật chất bị văng ra ngoài để lại lõi sao. Nếu như một ngôi sao còn sống, phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ tạo ra một lực đẩy nhằm cân bằng với lực hút từ khối lượng của ngôi sao. Nhưng khi một ngôi sao chết đi, không còn lực nào chống lại lực hút đó nữa, nên lõi sao bắt đầu sụp đổ. Nếu lõi sao khổng lồ sụp đổ thành một điểm nhỏ vô hạn, thì một hố đen sẽ được sinh ra. Vì lõi sao khổng lồ có thể có khối lượng lớn gấp nhiều lần mặt trời, chúng bị nén vào một điểm nhỏ như vậy, khiến cho hố đen có một trường hấp dẫn khổng lồ. Di chuyển đến đâu, nó sẽ nuốt chửng các vật thể ở xung quanh đến đó. Điều này có nghĩa, những hố đen trong vũ trụ có thể được tạo ra từ sự suy sụp của một ngôi sao khổng lồ. Các ngôi sao về cuối đời có khối lượng gấp khoảng 8 lần mặt trời trở lên, thì sau khi sụp đổ, chúng có thể tạo ra một hố đen. Nhưng đó chỉ là những hố đen có khối lượng sao, còn những siêu hố đen có khối lượng gấp hàng triệu, thậm chí hàng tỷ lần mặt trời. Sự hình thành của nó vẫn là một điều bí ẩn. Những siêu hố đen này thường được tìm thấy ở trung tâm các thiên hà. Nhiều nhà khoa học cho rằng, có thể siêu hố đen là sản phẩm của sự sát nhập của các hố đen nhỏ. Nhưng cũng có người cho rằng, chúng được sinh ra từ thời kỳ đầu của vũ trụ, khi các thiên hà chưa xuất hiện. Và rồi các siêu hố đen sẽ cuốn các vật chất ở xung quanh, tạo ra các thiên hà như chúng ta thấy ngày nay. Do đó, sự hình thành của các hố đen siêu khối lượng vẫn còn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Hy vọng rằng nó sẽ có lời giải trong tương lai không xa. Ai là người đầu tiên phát hiện ra hố đen? Vào năm 1916, nhà vật lý Karl Schwarzschild tình cờ phát hiện ra hố đen khi ông đang tìm ra một giải pháp cụ thể cho thuyết tương đối rộng của Einstein. Ông đang cố gắng tìm ra lời giải cho lực hấp dẫn của một quả cầu vật chất đơn lẻ, đơn độc, đối xứng, chẳng hạn như mặt trời ở trung tâm hệ mặt trời của chúng ta. Nhưng giải pháp đó có một tính năng đặc biệt, lý thuyết hoạt động kỳ lạ ở một bán kính cụ thể, ngày nay được gọi là bán kính Schwarzschild. Sau đó, người ta nhận ra tại sao bán kính này lại đặc biệt như vậy. Nếu bạn nén khối lượng của một vật chất vào một không gian nhỏ hơn bán kính đó, lực hấp dẫn của nó sẽ áp đảo mọi lực đã biết và không gì có thể thoát ra được. Các nhà vật lý ban đầu cho rằng tình huống này sẽ không bao giờ có trong tự nhiên. Nhưng vào cuối những năm 1930, rõ ràng thiên nhiên thực sự có thể cho phép lỗ đen tồn tại.
khi nhà vật lý Ấn Độ Chandrasekhar phát hiện ra rằng trên một mật độ nhất định, không lực nào có thể lấn át được lực hấp dẫn. Tuy nhiên, lỗ đen chỉ có thể hình thành trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Điều gì xảy ra bên trong một hố đen? Qua những mô hình giả lập và những lý thuyết khoa học cho rằng, hố đen được cấu tạo bởi ba lớp, đó là vùng chân trời sự kiện bên ngoài, chân trời sự kiện bên trong và vùng kỳ dị ở trong cùng. Đối với vùng chân trời sự kiện bên ngoài và bên trong, đây được cho là ranh giới xung quanh miệng của hố đen. Các nhà khoa học cho rằng, ở khu vực chân trời sự kiện, trọng lực là không đổi. Các vật chất, bức xạ hay ánh sáng đi qua vùng này đều không thể thoát ra ngoài. Còn vùng kỳ dị, nó được cho là khu vực chứa toàn bộ khối lượng của hố đen. Chính bởi vậy, nó có mật độ vật chất lớn vô hạn. Đương nhiên, tất cả những gì các nhà khoa học biết đến ở bên trong hố đen, chúng đều là những lý thuyết và sự suy luận. Họ cũng không chắc chắn điều gì xảy ra ở trong vùng kỳ dị đó. Có thể ở trong môi trường khắc nghiệt như vậy, mọi kiến thức vật lý hiện tại đều có thể bị phá vỡ. Tại sao các nhà khoa học biết được hố đen tồn tại? Mặc dù chúng ta thiếu cái nhìn chính xác về những gì xảy ra bên trong hố đen, nhưng các nhà khoa học biết rằng hố đen chắc chắn chúng tồn tại trong không gian. Bằng chứng đầu tiên về hố đen đó là một nguồn tia X được phát hiện trong chòm sao Thiên Nga cách trái đất khoảng 6.000 năm ánh sáng. Nó được đặt tên là Sinus X1. Được phát hiện lần đầu vào năm 1964 là một trong những nguồn tia X mạnh nhất được nhìn thấy từ trái đất. Vật thể này có bán kính khoảng 300 km, nhưng khối lượng của nó gấp 21,2 lần mặt trời. Chính bởi vậy, nó không thể là một ngôi sao hay một thứ nào khác, mà đó là một hố đen trong vũ trụ. Ngoài hố đen Sinus X1, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rất nhiều những khu vực khác tồn tại hố đen thông qua sự ảnh hưởng hấp dẫn của chúng. Đỉnh điểm là vào tháng 4 năm 2019, hệ thống kính viễn vọng chân trời sự kiện EHT đã chụp được bức ảnh đầu tiên về một hố đen. Đó là siêu hố đen nằm trong trung tâm thiên hà M87, cách trái đất 55 triệu năm ánh sáng. Và đây là hình ảnh thực tế của nó. Trong hình ảnh chúng ta có thể thấy, các vòng sáng lớn được tạo thành từ bụi và khí bao quanh một khối tâm. Đó được cho là bóng của một hố đen siêu khối lượng có đường kính khoảng 40 tỷ km, gấp khoảng 3 triệu lần đường kính của trái đất. Ngoài ra, những hố đen siêu lớn ở trung tâm các thiên hà, các nhà khoa học có thể nhìn thấy chúng thông qua các chuẩn tinh, khi đó chúng trở thành nguồn phát xạ vô tuyến cực mạnh. Ở thời điểm đó, các vật chất rơi vào hố đen, chúng bị nén lại và nóng lên, khiến đĩa vật chất bao quanh siêu hố đen, chúng có thể phát sáng hơn toàn bộ thiên hà chủ. Do đó, những chuẩn tinh tuy ở rất xa, cách trái đất hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm ánh sáng, nhưng ở trái đất, các nhà khoa học vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra nó. Một cách khác để nhìn thấy các hố đen là khi chúng hợp nhất. Khi hai lỗ đen va chạm, chúng tạo ra những gợn sóng trong không thời gian, được gọi là sóng hấp dẫn. Những sóng này cực kỳ yếu, nhưng các thiết bị nhạy cảm trên trái đất có thể phát hiện ra chúng. Đến nay, các nhà thiên văn học đã xác định được khoảng 50 sự kiện sát nhập hố đen. Điều này cho thấy hố đen tồn tại rất nhiều trong vũ trụ. Chúng có thể ẩn nấp ở bất kỳ nơi đâu. Nhiều lý thuyết mới đây còn cho rằng, hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời mà các nhà khoa học đang tìm kiếm bấy lâu nay, có thể nó là một hố đen mini nằm ở riêng ngoài hệ mặt trời. Nếu điều đó là sự thật, chúng ta dường như không có cơ hội để tìm thấy nó. Có chăng chỉ khi nào nó nuốt chửng những khối vật chất đủ lớn, các nhà khoa học mới có thể phát hiện ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn rơi vào một hố đen? Sự bí ẩn và đáng sợ của hố đen chắc chắn hẳn bạn đã biết. Nhưng rất may mắn, tính đến thời điểm hiện tại, hố đen gần trái đất nhất mà con người biết đến, nó nằm cách chúng ta khoảng 1.000 năm ánh sáng, một khoảng cách đủ an toàn để chúng ta không phải lo lắng, nó sẽ nuốt chửng trái đất. Nhưng kể từ khi biết đến hố đen, một câu hỏi giả thuyết vẫn thường đặt ra đó là, điều gì xảy ra nếu bạn rơi vào một hố đen? Tất nhiên, với trường hấp dẫn cực mạnh, bạn sẽ bị hố đen nuốt chửng trong chưa đầy một tích tắc. Có lẽ kịch bản sẽ xảy ra đó là, bạn có thể bị kéo căng từ đầu đến chân thành một sợi dai và mỏng trước khi bạn chạm tới vùng chân trời sự kiện. Còn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, có lẽ nó sẽ rất khủng khiếp mà tôi chưa thể nào tưởng tượng ra. Còn theo các bạn thì sao?
hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để chia sẻ cùng với mọi người nhé. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi tìm hiểu về những bí ẩn xoay quanh hố đen. Và đây có lẽ vẫn là một trong những khu vực bí ẩn và kỳ dị bậc nhất trong vũ trụ. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.